ở phía trước có một ốc đảo, cách đây vài dặm đường thôi. Mọi người cố lên, có vài ngôi nhà của thổ dân, chúng ta có thể xin được nước uống, thức ăn. May quá, ròng rã mấy ngày đường, cả người phải lạc đà, đều quá mệt mỏi rồi. Tôi cần một chỗ nghỉ ngơi để lấy lại sức, nếu không sẽ ngất mất. Bụng tôi đói lắm rồi, cần chút đồ ăn tươi. Ôi, nghĩ đến có một vài rượu vang và cái đùi thỏ là đủ sung sướng rồi. Hassan, anh có chắc là sắp được đến ốc đảo chứ? Tôi đã từng đưa rất nhiều đoàn buôn rồi. Hoang mạc này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, thưa các vị. Ở đây có báo với linh cẩu rất dữ đúng không? Mấy ngày đường đi, tôi chỉ lo ngay ngáy mấy con thú này sẽ nhảy ra và chúng ta sẽ làm miếng mồi ngon cho chúng. Chúng ta đi đoàn đông nên chúng không lộng hành đâu. Nhưng chắc các vị không biết, khắc tinh của sự sống ở cái sa mạc này là lũ cần cền và kiến ăn thịt người khát máu cơ. Thật là kinh khủng, tốt nhất đừng nói về điều ấy, đi nhanh thôi nào. Chô, cậu không nghe các ông chủ nói sao? Nhanh lên, sắp có thức ăn và đồ uống rồi. Cậu mà đi chậm cẩn thận bị bỏ lại cho mà xem. Ha, phát trên lưng bao nhiêu là hàng hóa thế này, làm sao mà đi nhanh được? Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, cậu đi trước đi, khỏi lo cho tớ. Dục giả như vậy chỉ làm bước chân tớ cuốn quýt lên thôi. Thế thì mặc cậu, đừng trách là bạn cậu mà tớ không nhắc nhở nha. Cứ phải bám chắc vào đoàn thì mới an toàn được. Rồi rồi, khổ quá nói mãi, tớ ghét nhất những kẻ nhiều lời đó. Gió đang đổi hướng sao? Có lẽ nào là bão cát hả? Trời ơi, có vẻ như một cơn bão rất lớn đang chuẩn bị đổ ập xuống đây. Dừng lại, kéo lạc đà nằm xuống những hốc đá, nhanh lên. Ôi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi cũng vậy, gió lớn quá. Mọi người cố gắng trụ vững, bám ghì lấy những tảng đá lớn trước mặt. Chỉ chút nữa thôi, cơn bão sẽ qua. Cẩn thận sức gió cực lớn có thể cuốn chúng ta lên trời và chôn vùi trong cát mãi mãi đó. Thật kinh khủng, tôi không muốn bỏ mạng ở đây đâu. Cơn bão cát này lớn quá, nó đẩy được cả người mình đi thế này. Ôi, cứu ơi. Trời ơi, ca đàn đi đâu mất rồi? Có ai đó không? Ai đó có nghe thấy tiếng tôi không? Mọi người đâu cả rồi? Không, chuyện này không thể xảy ra được. Chỉ còn rớt lại một mình ở đây thôi sao? Không sao, chắc mọi người chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, chưa thể đi nhanh được đâu. Thấy mình mất tích thì các lái buôn sẽ quay lại tìm ngay thôi mà. Có ai nghe thấy tiếng tôi không? Bão cát đã xóa hết dấu chân của mọi người. Mình chẳng biết đi hướng nào, cũng chẳng thể ngồi ở đây chờ đợi được. Thôi thì cứ theo vũ trụ an bài vậy. Mình nghĩ hướng đi này sẽ mang lại may mắn cho mình. Đêm nay phải ngủ một mình ở đây rồi, chẳng có ai đốt lửa cho mà sưởi ấm, cũng chưa có chút gì bỏ bụng. Thôi chịu khó, mà sẽ là một ngày khác. Chắc chắn là như vậy, mà mình sẽ tìm được đoàn thôi. Phải lạc quan lên. Trời ơi, sao đi mãi chẳng thấy ai? Hay là mình đã đi nhầm đường rồi? Nếu mình không tìm ra họ, mình sẽ chết vì đói khát mất thôi. Mình phải làm gì bây giờ? Thật là hoảng loạn quá. Đau quá. Cái gì vậy? Mình đã dẫm vào cái gì đó dưới mặt cát rồi. Đau quá đi mất. À, thì ra là do mảnh thủy tinh này sao? Chỉ tại mày mà tao mới đến nông nỗi này. Tao bị lạc đàn, sắp chết đói, sắp chết khát rồi. Thế còn chưa đủ hay sao? Mày còn muốn đâm vào chân tao để tao tàn phế nữa phải không? Mày muốn tao đi vào con đường cùng mới hả lòng hả dạ phải không? Tại mày, tại mày cả. Mảnh thủy tinh vô dụng này, tao sẽ đá cho mày văng đi xa tích tắc. Tao sẽ giảm nát mày cho coi. Chết rồi, đau quá, bị chảy máu rồi. Mảnh thủy tinh đã cứa sâu hơn vào chân mình thì phải. Mình thật là khốn khổ. Sao mọi chuyện ngày càng tệ đi thế này chứ? Có ai không? Các bạn của tôi, các bạn đâu rồi? Chô, cậu không nghe các ông chủ nói sao? Nhanh lên, sắp có thức ăn và đồ uống rồi. Cậu mà đi chậm cẩn thận bị bỏ lại cho mà xem. Ha,
Bác trên lưng bao nhiêu là hàng hóa thế này, làm sao mà đi nhanh được? Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Cậu đi trước đi, khỏi lo cho tớ. Dục giả như vậy chỉ làm bước chân tớ cuốn quýt lên thôi. Thế thì mặc cậu. Đừng trách là bạn cậu mà tớ không nhắc nhở nha. Cứ phải bám chắc vào đoàn thì mới an toàn được. Rồi rồi, khổ quá nói mãi. Tớ ghét nhất những kẻ nhiều lời đó. Giá như lúc đó mình theo sát đoàn hơn, thì khi bão cát nổi lên, mình sẽ không bị bay đi xa mọi người như thế. Sao mình có thể không nghe lời Rick chứ? Trời ơi. Ôi trời ơi, là lũ cần cần khát máu. Chúng đã đánh hơi thấy mùi máu của mình rồi. Có mùi máu tanh. Ôi, thơm quá, ngon quá. Lâu lắm rồi mới được ngửi thấy đó. Hương quyên rượu nó béo tốt đó, vừa miệng cho chúng ta đánh chén một bữa thỏa thôi. Đúng vậy, nó đang bị thương, hãy theo sát dấu vết của nó. Khi nào nó sơ hở sẽ biến thành miếng mồi cho chúng ta. Đau quá, mình không thể chạy nhanh được. Làm sao để thoát khỏi lũ cần cần đang truy đuổi bây giờ? Xưa nay chúng vẫn được gọi là sát thủ máu lạnh của vùng hoang mạc này. Rơi vào nanh vuốt của chúng thì không thể nào tưởng tượng được. Chạy đi đâu có mồi của ta, càng chạy trốn ngươi sẽ càng mất sức. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ được một bữa ngon rồi. Nhìn nó mở màn thế kia cơ mà. Phấn khích quá, nghĩ tới được ăn no cần mà tôi đã thấy sướng vui biết bao. Không được, mình chưa muốn chết, mình phải cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Ôi, đau quá. Cái mảnh thủy tinh chết tiệt. Vết thương ngày càng rách miệng ra thì phải. Nếu cứ thế này, mình sẽ mất máu mà chết mất thôi. Lạc đà cử động liên tục, làm vết thương càng nặng và chảy máu càng nhiều hơn trên đường đi. Không ngờ, nó lại gặp phải một hang động kiến ăn thịt người. Kiến ăn thịt người ngửi thấy mùi máu, cả tổ đen kịt lao về phía lạc đà. Trời ơi, đủ kiến ăn thịt người hung hãn quá. Chúng ngửi thấy dấu máu của mình nên bám theo sao? Ôi trời ơi, mình sẽ chết mất. Làm thế nào bây giờ? Cần cần với kiến ăn thịt người giành nhau miếng mồi là mình ư? Mình chưa muốn chết. Có ai đó cứu tôi không? Làm ơn cứu tôi với. Nhanh lên anh em, nó sắp kiệt sức rồi. Ngay khi nó nằm xuống, phải cắp bay lên thật cao. Đồ kiến ăn thịt người phiền phức lắm đó. Trinh Hồng, ta chia con mồi này cho tụi bay nha. Tiến lên nào anh em. Ra đây lạc đà. Ôi, Linh Dương, cậu nhanh đi đi. Nếu không đủ cần cần và kiến ăn thịt người sẽ xé xác cả cậu và tớ đó. Sẽ không có chuyện đó đâu, cậu cứ bình tĩnh. Tớ có cách này để thoát được chúng. Việc trước tiên là cầm máu cho cậu đã, nhưng phải sẽ cắt đứt được dấu vết kẻ thù. Chúng chỉ biết lần theo dấu máu của cậu mà. Cảm ơn Dương, không có cậu thì hôm nay sẽ là ngày tớ lìa đời. Thật không thể tưởng tượng được có ngày tớ bị cả hai kẻ thù truy đuổi. Đừng nói bi quan thế, cậu và tớ sẽ thoát được thôi. Nhưng mà tại sao cậu lại bị thương thế? Kể cho tớ nghe xem nào. Đau quá, cái gì vậy? Mình đã dẫm vào cái gì đó dưới mặt cát rồi. Đau quá đi mất. À, thì ra là do mảnh thủy tinh này sao? Chỉ tại mày mà tao mới đến nông nổi này. Tao bị lạc đà, sắp chết đói, sắp chết khát rồi. Thế còn chưa đủ hay sao? Mày còn muốn đâm vào chân tao để tao tàn phế nữa phải không? Mày muốn tao đi vào con đường cùng với hả lòng hả dạ phải không? Tại mày, tại mày cả. Mảnh thủy tinh vô dụng này, tao sẽ đá cho mày văng đi xa tích tắc. Tao sẽ giẫm nát mày cho coi. Cơn bão cát đã khiến tớ bị lạc đàn và chơ vơ trên sa mạc. Nhưng cũng do lúc đầu, vì sau tớ phải tức giận với một mảnh thủy tinh nhỏ. Sự mất kiên nhẫn và tâm thái tiêu cực khi nó suýt bị chôn vùi trong sa mạc rồi. Đúng vậy, cậu đã rút được một bài học cho mình. Nhưng mọi thứ chưa phải muộn. Cậu cứ về đàn của tớ dưỡng thương một hôm, rồi mai chúng tớ sẽ đưa cậu đi tìm đoàn của Lái Buôn. Cảm ơn cậu, cậu tốt quá Linh Dương. Không có gì, tớ có ít thức ăn đây, cậu ăn tạm đi. Chờ cho lũ kiến và cần cần tàn đi, rồi chúng ta rời khỏi đây nhé. Con người dù ở trong môi trường khắc nghiệt nào cũng nên bình tĩnh ôn hòa, không nóng giận khi gặp chuyện,
đây chính là con đường của sự khôn ngoan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!